cây hạt chia sau 5 ngày có lớn lên không? Ngày 1 thì mấy cái hạt chia đã khô và dính lên đầu rồi, nên bước tiếp theo thì đổ nước vào cái lỗ trên đầu ổng và để cho tóc mọc nhanh hơn thì hướng dẫn kêu chùm cái bao lên đầu ổng. Trời ơi, bao nhỏ quá, ok bao xến này được hơn, nhưng ổ khoang hạt đụng là nó không mọc đâu, nên mình phải đổi qua bao siêu thị này, cho ổng chùm bao qua đêm và sáng mai lấy bao ra cho ổng có ánh nắng mặt trời, và mỗi ngày mình phải thay nước rồi chùm bao lại lên đầu ổng, và ngày 3 mình kiểm tra thì úi dùi ui các bạn cái mô cái tê gì thế, tín hiệu tốt không, tối mình cho nước vào chai xịt để ổng có thêm chút ẩm trên đầu ổng, và ngày 4 thì ổng đã khô lại rồi nên mình xịt xịt rồi mình khám phá ra cái này quá là buồn, đầu ổng bị cái gì lông lông trắng trắng. Thôi để ngày mai giải quyết, ông ngủ ngon nhé, và úi dùi ui ngày 5 mình đã bỏ rơi ổng trong bao và ổng đã lăn xuống đất, nhưng hên quá mình có thảm nên đầu ổng chưa bị bể tan nát, các bạn hãy đăng ký kênh mình cho kết quả tiếp theo.